Thưa quý vị và các bạn, với phương châm công khai, minh bạch, thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án khu cụm công nghiệp tại huyện Ân Thi đã tạo được sự đồng thuận của người dân. Tại xã Quảng Lãng, gia đình anh Nguyễn Văn Tình là một trong những hộ có diện tích đất nông nghiệp nhiều nhất nằm trong dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5. Do nắm được chủ trương từ trước và được địa phương tuyên truyền vận động, gia đình anh Tình vui vẻ phối hợp thực hiện các bước để bàn giao toàn bộ mặt bằng và nhận đủ số tiền được hỗ trợ đền bù là 1,5 tỷ đồng. Tổng diện tích đất nông nghiệp nhà tôi là được 4.800 m2, thì đợt này cũng vào dự án độ khoảng 4.321 m2. Thấy khu công nghiệp về là làm cho quê hương thay đổi, phát triển cũng là mừng. Làm trong cái dự án công nghiệp số 5 này ở thôn tôi là 200 hộ, thì chúng tôi sẽ giao trả toàn bộ cái diện tích. Ý kiến của dân thì người ta rất là đồng thuận, không có vướng mắc một cái gì cả. Chúng tôi phải thường xuyên bám sát địa bàn cùng với các ban ngành của xã, thôn, rồi ban quản lý dự án để tìm ra những cái phương án phù hợp nhất, đúng quy định của pháp luật để tuyên truyền vận động người dân để chấp hành cái việc chủ trương của nhà nước trong công tác thu hồi. Cơ bản đến thời điểm hiện tại là nhân dân hiểu và chấp hành. Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng huyện Ân Thi đã tiến hành chi trả tiền bồi thường về đất đai và chính sách hỗ trợ để thực hiện các dự án cho trên 1.000 hộ dân của dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật, khu công nghiệp sạch, cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5 là trên 700 tỷ đồng. Kinh nghiệm thì chúng tôi phải triển khai hết sức là minh bạch quy trình, rồi các trình tự thủ tục thu đất thì chi tiết công khai minh bạch với người dân để cho người dân nghiên cứu. Vấn đề gì mà người dân chưa hiểu thì phải đối thoại để giải trình giải thích cho bà con nắm được, để phối hợp thực hiện rồi giải phóng mặt bằng theo tiến độ của dự án. Huyện Ân Thi được định hướng xây dựng phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh. Hiện huyện Ân Thi tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, các địa phương có đất trong khu cụm công nghiệp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng quy định của pháp luật, các bước điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thu hồi đất, tổ chức họp với các hộ dân có đất thu hồi để phổ biến chủ trương thu hồi đất, thực hiện dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ của nhà nước, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.